Xin mời các bạn. Hay à, cặp đôi này rất là nhanh chóng nha. Chào em. Hay quá ha, chúc mừng ha. Sao mà nhìn tấm hình mà đoán được liền hai bạn đó, hay quá vậy. Vậy là có duyên rồi đó. Dạ cũng có, coi như là có duyên. Có duyên rồi, có tặng quà nhau không? Dạ có, để em có chuẩn bị một món quà tặng anh. Có quà. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cho anh đây là móc khóa. Đây là móc khóa cặp. Em tặng cho anh cả hai luôn. Đỡ, ví dụ như sau này mà chúng ta thành một đôi á, thì anh tặng lại cho em một con. Còn nếu mà chúng ta không có duyên thì coi như đây là quà em tặng cho anh và người yêu tương lai của anh. Trời ơi. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn. Thấy món quà ta có ý nghĩa không? Em có cảm nhận như thế nào về món quà của cổ? Một cặp rồi đi đâu nó là thấy nhớ nhau. Em cảm thấy món quà là như thế nào? Rất ý nghĩa chị. Còn em, lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Bí hoa màu tím. Màu hồng là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hồng lộn. Ờ đó coi cái màu này, ổng bị mù màu cái hoa vậy mà ổng nói màu tím, tôi hết hồn, tôi lật là coi màu tím đâu. Màu hồng. Tới giờ tặng hoa cho nhiều người chưa? Dạ chưa. Ít khi em tặng hoa người khác, gái nó không có dịp, nó trúng mới được dịp mà ngày lỡ này này nọ là nó muốn đúng cái lật hoa. Sinh nhật thì nói được có còn lâu lắm rồi. Từ khi mà 4 năm nay là không có tặng ai. Coi như em cũng may mắn lắm mới nhận được bó hoa của ảnh đó. Dạ. Kéo cái cánh cửa này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là gì? Em gái. Em không biết tính cách như thế nào tại vì chưa gặp, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh rất là chững chạc và trưởng thành. Còn em? Cô hai rất dễ thương. Cười hiếp của mắt luôn ha. Nhưng mà phải tự tin lên nha. Đầu tiên là người ta thấy ấn tượng tốt về mình á, nhưng khi tiếp cận mình nhát quá là người ta lại chán đó nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm. Đây là món bánh bao xá xíu nướng nè, món hủ ki tôm hấp dầu hào và bánh bột củ cải chiên trứng. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Em nghe. Dạ anh biết ngã tư ga không? Nghe quen, chưa đi. Thế nếu mà anh gặp em thì anh sẽ được đi ngã tư ga. Có thể chút nữa anh đi luôn. Chút nữa. Hoặc đi ra đường đó thì anh cũng về đường Đồng Nai. Về được. Anh đi qua quận 12 về Đồng Nai ạ? Cầu Bờ Linh Xuân á. Dạ em không biết ở đó. Tại vì em ít đi chơi lắm. Em chỉ ở đâu thì em biết ở đó thôi. Thì chút mà dẫn anh đi thì anh biết à. Đi sao được. Anh thấy tuổi của anh 89 giờ cũng hơi lớn rồi, nhưng mà vẫn đâu có lớn tuổi lắm. Là đối với con trai thì lại làm 40 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Dạ, đúng rồi, nhưng mà ba mẹ thì cũng lớn rồi mà cũng muốn cho con cái nó xong hết rồi. À, em làm á thì em làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật em nghỉ. Nhật anh được nghỉ mà. Dạ, nếu mà gặp nhau, nếu mà có duyên quen nhau thì có thể hẹn vào nhau vào thứ chủ nhật được. Lúc có thể thì thứ bảy lên sớm. Chiều thứ bảy lên sớm mà nhật mình khỏi phải lên chờ đợi nữa. Tại sao lại lên chờ đợi ạ? À, đi đường xa, chứ đó lên tới đây là 8-9 giờ rồi. 9 giờ, không phải tới đi chơi ở đâu đó nữa. Dạ. Còn nếu mà em thích thì chủ nhật lên thì phải sáng đi sớm. Cái đó thì sau này mình quen nhau thì mình sẽ bàn tiếp chuyện đi chơi ha. Sao, ngon không? Rất là ngon luôn hả? Dạ. Rồi rất là ngon, mình cứ thưởng thức ha. Nãy giờ bạn này có chủ động không? Dạ em cảm thấy em chủ động nhiều hơn. Trời ơi. Giờ biết cô thích hẹn hò như thế nào không? Bây giờ giả tỷ bấm nút nè. Bây giờ hẹn hò đầu tiên là hẹn hò như thế nào, ở đâu? Em thích đi xem phim hay là đi du lịch nào đó không? Em tất nhiên là thích đi xem phim với người yêu rồi. Ai người con gái nào cũng vậy hết. Đây là những câu hỏi của chương trình. Mời các bạn hãy bóc một lá bài và đọc lên yêu cầu trong này để mình thực hiện trong nó nha. Dạ. Rồi mời em.
Bạn hôn người yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Cảm giác lúc đó và kinh nghiệm hôn của bạn là gì? Hôn người yêu lần đầu thì em quen người yêu của em năm lớp 11, nhưng mà mãi đến lớp 12 mới hôn. Tại vì lúc đó tình yêu nó còn ngây thơ trong sáng, kiểu như không biết gì hết chị. Cho nên là lúc hôn thì cảm giác đầu tiên nên hôn là hơi bất ngờ một chút xíu, cũng hơi ngại. Mà em cũng kinh nghiệm hôn thì tụi em chỉ có hôn bình thường thôi, không có hôn sâu hay là có kinh nghiệm gì hết. Cổ thiệt tình vậy, thấy người ta miêu tả chi tiết dễ sợ không? Rồi bây giờ có nhớ được cái cảm giác của nụ hôn đó nữa không? Dạ, cảm giác thì nó rất là bất ngờ, với lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Hôn rất là nhanh rồi đi luôn. Ai là người chủ động? Là người yêu của em. À, người yêu của em chủ động. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ? Gặp nhỏ đã nhát rồi, hỏi nhỏ ngay câu quan nghiệt ghê vậy. Hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt. Rồi, em chú ý phần nào của người phụ nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt? Gương mặt. Lý do tại sao chú ý đến gương mặt? Thường người ta phải chú ý đến cái body. Chú ý đến cái body. Không, ánh mắt là cái cửa sổ tâm hồn. Người ta nhìn vào thấy người ta yêu từ một ánh mắt và cái nụ cười. Rồi bây giờ em nhìn cô này thì ánh mắt và nụ cười như thế nào? Rất chi là xinh. Rất chi là xinh, rất chi là hợp lý, rất chi là xinh. Chính vì vậy tôi bonus thêm một tấm nữa. Cô hỏi hóc búa rồi không? Gì đâu hóc búa. Bạn nghĩ đêm tân hôn gì vậy? Bạn nghĩ đêm tân hôn quan trọng không? Ai sẽ là người chủ động theo bạn? Suy nghĩ dữ vậy? Đêm tân hôn là phải quan trọng rồi. Ừ, vậy có đâu suy nghĩ dữ vậy? Ai là người sẽ chủ động? Quan trọng là quan trọng như thế nào? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Mà nó quan trọng như thế nào đối với em? Cái này cũng hay. Rất chi là hợp lý. Rồi giờ giải thích cho tôi coi, đêm tân hôn làm gì, cầm cái gì coi hoài vậy? Nam chủ động chứ. Nam chủ động chứ, mà mình phải biết làm gì mình mới chủ động được chứ, đúng không? Chị Tường nói đúng không? Dạ. Chị Tường nói hợp lý không? Hợp lý. Rất ư chi là hợp lý. Chắc là họ ép hỏi nên nó xỉu quá. Để theo như em gái là đêm tân hôn có quan trọng hay không? Dạ, tất nhiên là quan trọng. Nếu như đêm tân hôn đặt trường hợp người chồng em bị động, không có chủ động thì em phải làm sao? Đi ngủ. Rồi sao nữa? Đi ngủ thôi. Để cho anh tự thức tỉnh đi phải không? Chừng nào anh chủ động thì chủ động, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích là người chủ động. Dạ. Rồi, tôi nghi cặp đôi này đêm tân hôn ngủ quá. Có món quà gì tặng cho cổ không? Thì em biết hát, hát vô lắm, còn đẹp thơ. Ồ vậy làm thơ. Sưu tầm rồi. Sưu tầm rồi, miễn đọc nghe rồi, thuộc được rồi. Mời em. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm sinh. Anh lượn theo tọa độ của trái tim, mở khẩu nghiệm có tình em trong đó. Diệm mi mịn màng như một ghép âm pha, tóc em dài như định lý bu nha, môi em đường tròn hàm số cốt. Em ơi đừng nói anh là đồ ngốc. Sinh nhật em, anh tặng trái cầu xoay và đêm Noel hình chấp cục trên tay. Anh dâng cho em cả trái tim phổ thức. Mãi mãi em ơi, phương trình mẫu mực. Em là nghiệm duy nhất của đời anh. Trời ơi là trời. Thơ tỏ tình cầu hôn thì 1 tỷ bài thơ. Ông chọn chi bài thơ có toán học rồi vô nghe nó rối. Tôi ghét môn toán muốn chết. Tôi học dốt mà tôi nghe bài thơ của anh tôi mệt ghê luôn. Bởi vì dân cơ khí chán ghê luôn. Khô khan quá, không có cảm xúc, không có tình cảm gì chưa vậy. Lãng mạn xíu của ông. Cố gắng quan tâm đến cổ nhiều chút xíu nha. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường đã dành cho hai bạn rất nhiều cơ hội. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu hai bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hỏi đủ cô không bấm nút rồi sao? Tiếp. Nhưng bây giờ vui đi vì cô bấm rồi. Cười tươi lên. Nắm tay nhau đi nè. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Giờ sao ai chủ động? Dạ em. Còn làm đi, còn chờ gì nữa. Không. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn nữa chứ. Rồi xin chào bạn nha, xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước ha.
Em tên Nguyễn Minh Trí, đến từ thành phố Bến Tre vậy. Công việc em đang làm là gì? Công việc em là đi ghe vậy. Hả? Gì em? Em đi ghe. Đi ghe hả? Là đang đi ghe luôn không? Hay là sao đó? Dạ. Em đi ghe là đánh bắt cá hả? Dạ không chị, em chở hàng khô. À, rồi, cái thu nhập thì sao? Ổn định không em? Dạ, ổn định chị. Tháng được nhiêu? Tháng thì tùy mình chạy nhiều thì mình ăn nhiều, còn chạy ít thì ít chị. Chạy nhiều là ăn nhiêu? Cao nhất nhiêu, thấp nhất nhiêu? Ừ. Cao nhất là tầm khoảng 17-18, còn thấp nhất là tầm khoảng 11-12 vậy. Ừ. Rồi, em là sinh năm 96 hả? Dạ. Trẻ quá rồi, được bây giờ em chia sẻ đi, điểm mạnh, điểm yếu, rồi được bao nhiêu mối tình rồi, tại sao mình chia tay? Tình em hả? Nhiều lắm. Ờ, vui đó. Nhiều là bao nhiêu em? Trăm không? Đâu dữ chị. Ừ, em nói nhiều chị đâu không biết, nhiều cả trăm lần á. Chín chục không? Mối gì vậy chị ơi? Thì đó, kể vài mối tình coi lý do làm sao chia tay. Thì tại em nghề, cái nghề của em thì nó lên đơn nay đây mai đó vậy á, nên không quan ở gần được, không quan tâm nhiều nên chia tay. Rồi thì sao, ý là rồi giờ lên đơn vậy rồi thì quen sao được? Thì giờ ai mới nhờ chương trình giúp em thôi, hỗ trợ với em chứ. Chương trình. Nhờ chương trình làm mai cho em thì được rồi, nhưng mà chương trình xong á thì em về em hẹn hò người ta nữa, đúng không? Dạ. Ừ, em về em hẹn hò mà em lại đi nữa rồi người ta cũng chia tay em mà, chương trình chỉ giới thiệu cho em thôi. Ai hiểu được, đồng cảm cho cái nghề nghiệp của em thì được chứ chị. Rồi bây giờ em có điểm mạnh điểm yếu gì em chia sẻ đi. Dạ. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em hả? Mạnh của em là sao ta? Điểm mạnh thì em làm được cái gì, em giỏi cái gì? À, nói chung là thì điểm mạnh của em là làm là làm, còn hả chơi là chơi, nhưng mà sống em ít có chơi lắm. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Không nhậu, chỉ hút thuốc mà. Ừ, có hút thuốc. Hút nhiều không em? Ngày chắc gối. Rồi ngày gối luôn hả? Gì mà hút dữ vậy? Để em thức đêm á chị. Ừ. Ủa, cái làm của em là thức đêm lắm hả? Dạ, nếu như là mình chạy đêm, mình cài đêm á, để cho nó nhiều á, chứ ban ngày mình chạy ngày cũng đâu có bao nhiêu đâu chị. Thì hàng nó xuống 11, 12 giờ khuya mình cũng phải đi. Rồi nó xuống 5, 6 giờ chiều mình cũng phải đi. Đi cho kịp hàng cho người ta. Rồi nói chung thì... Ok, rồi bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào? Bạn gái hả? Em muốn tìm bạn gái thì sao mà biết thông cảm cho em, biết thông cảm cho cái nghề nghiệp của em, với còn là xấu đẹp em không quan trọng, tuổi tác em cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là thì thương em, biết quan tâm em là được. Ừ. Rồi lớn em bao nhiêu tuổi được? Em nói là tuổi tác không quan trọng mà. Lớn hơn 10 tuổi được luôn hả? Được. Ừ. Thì người ta lớn đẹp hơn em thôi. Rồi ok em, rồi cô đó quê ở đâu, hay là giờ em có nhà cửa điều kiện gì chưa? Không, em thì em sống chung ba mẹ, nhà cửa thì cũng nhà cũng bình thường. Ừ, nhưng mà sống chung ba mẹ hả, là út hay gì không, hay có ở chung ai nữa không? Dạ em ở chung ba mẹ không, em nó có vợ rồi, nó về quê vợ rồi. Ờ à, vậy hả, giờ dạ. Coi như lấy vợ làm dâu đó ha. Mà cô đó ly dị được không em? Được, không sao, không, em nói là quá khứ không quan trọng gì.
Nhưng mà ba mẹ em á có khó không? Sợ ba mẹ không chịu nha. hả? Em đâu ạ? Hỏi chưa? Được rồi chị, bình thường ba mẹ em rất dễ. Ba mẹ em làm gì, có ông bà có đi làm gì không? Ông bà đi làm cho em. Ờ trời ơi, vậy đó hả? Ủa này là ghe em đi, là nãy em nói em ghe này là cái gì? Chở gì? Chở hàng khô, Là ví dụ coi, chị không biết cái nghề này. lúa À. nè, rồi gạo, Cát đá được không? không cắt Hay đá em thực không phẩm? chở. À. Ừ. Rồi em đi đó là sáng đi chiều về hay là sao? Nhầm khi em xuống ghe thì em chạy tới cái chỗ đó thì bao em đợi chừng nào tao lên hàng xong rồi em mới về, mà một tháng nhầm khi em về nhà chắc được 2 ngày vậy. Trời, còn lại là đi trên đó không vậy hả? Ừ. Rồi có dự định tương lai đổi cái nghề gì không em? Không, Ừ. Nhưng mà ủa em đi vậy thì em cũng về nhà em nghỉ ngơi chứ, ta làm sao mà không về nhà? em có mướn thêm người phụ quá chị, nếu mà mệt thì Ừ. em cũng nghe luôn chứ em đâu có lên bờ đâu. À. Rồi ok, là Được em rồi. bốc vác đồ luôn á hả? Có bốc vác đồ luôn không? Mà mệt. Dạ không chị. Chạy ghe thôi á hả? Em chỉ chạy rồi nhiều khi bữa nào khỏe thì em nhận em bốc xếp xếp thêm, không Ừ. khỏe thì em ngủ. Trời ơi, sinh năm 96 mới có hai mấy tuổi mà không khỏe nữa chứ. Trời, thôi rồi, được rồi, ok, cảm ơn em. Chị sẽ kiếm cho em một bà lão, à không, một người tương xứng với em. Trẻ trung, xinh đẹp, ha. Rồi, Em cảm ơn ok, chương cảm ơn Trí. Rồi, trình. chào em nha, em làm việc đi. Rồi. Thưa toàn tra thưa chính vị, hiện tại đang công tác tại Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn. Ở Huế luôn. Dạ vâng. Ờ, công việc mình cụ thể là gì vậy vậy bạn? Giờ văn hóa thông tin và chủ tịch hội chữ thập đỏ. Văn hóa thông tin. Làm coi như làm cán bộ nhà nước đó đúng không? Dạ vâng. Ừ. Rồi mình chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình. Và trong trường hợp là chương trình quay hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình vẫn bay vào đi tham gia được đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, ok, vậy mình chia sẻ đi ha, điểm mạnh, điểm yếu của mình, đường tình duyên của mình ạ. Dạ vâng, điểm mạnh của em thì từ tính năng động ạ. Hiện tại đang đang giảng dạy 2 lớp karate của đứng trường lớp của hai võ đường của Huế. Chắc là điểm mạnh là bên chỗ điểm mạnh của em là võ thuật ạ. Điểm yếu là theo đuổi thường thường là mình có tính công địch ạ. Ừ, rồi bạn bạn mình chủ động chia sẻ đi Tâm, còn gì nữa không ạ? Dạ vâng, về điểm mạnh điểm yếu thì chỉ có vậy thôi. Rồi xong rồi, mình nói về đường tình duyên của mình được bao nhiêu mối tình, hoặc mình đã kết hôn hay chưa? Dạ vâng, hiện tại em vẫn chưa kết hôn ạ. Và đường tình duyên của em thì có một mối tình thời đại học ạ. Rồi lý do làm sao chia tay bạn? Dạ, lý do chia tay là bằng đó về hai đứa không hợp tính nhau ạ. Không hợp cụ thể sao ạ? Vâng, thì nói chung người ta yêu một lúc 2 người nên mình rụt lui ạ. Là sao ạ? Mình nói rõ hơn một chút đi ạ. Dạ vâng, thì có 2 người cũng theo đuổi nhưng mà mình được chấp nhận trước nhưng mà sau người ta lại thay đổi á. Ừ. Vâng. Nhưng mà anh có biết lý do tại sao người ta lại thay đổi không? Em đầu đại học giáo dục thể chất, còn cái người bạn trai kia thì đầu đại học công nghệ thông tin. Do công việc nếu như mà về tương lai thì người bạn trai đó ổn định hơn ạ. Ừ. Rồi, hiện tại anh đang ở Huế thì anh đang ở với ai? Giờ em đang sống với mẹ. Chỉ có hai mẹ con thôi ha. Dạ vâng. Gia đình chỉ có 2 mẹ con, có 3 anh chị em nhưng mà mỗi người đều là có gia đình riêng của mình rồi. Rồi, ủa nhưng mà anh đã độc thân được bao lâu rồi? Giờ thì năm nay 34 tuổi rồi chị. Là mình, ý là mình không có tìm hiểu ở nơi làm việc của mình không tìm hiểu ai hết hay là sao Dạ vâng, anh? hiện tại cơ quan của em đều là lập gia đình hết rồi, chỉ còn một mình em thôi.
Hết rồi, bây giờ ví dụ như bây giờ anh đến với chương trình đây, anh mong muốn bạn bạn gái của anh là như thế nào về ngoại hình đó? Thì vẫn chỉ là ngoại hình thì chỉ bình thường là được rồi ạ. Cho em xin cái chiều cao, anh cao nhiêu? Dạ em cao 1m67 ạ. Cao 1m67, vậy giờ bạn nữ cao 1m55 được đúng không anh? Dạ được ạ. Rồi, về nghề nghiệp thì anh muốn bạn nữ như thế nào? Dạ vâng, hiện tại em đã có cơ sở là một quán cà phê và một quán ăn rồi, nên nếu như mà được thì bạn ấy có thể về làm cùng ạ. Còn nếu không thì bạn có thể thích công việc nào cũng được, tùy vào lựa chọn ạ. Ví dụ như bạn nữ ấy, có hiện tại với cái nghề nghiệp bạn nữ ấy là thất nghiệp cũng được đúng không? Dạ được ạ. À, ngon vậy trời. Rồi, bạn ấy bây giờ hiện tại là ở đâu, quê quán ở đâu gì được ạ? Dạ ở đâu cũng được, miền sáu là nếu về sáu thì có thể ở Huế là được, nếu là trong thì có thể ở Huế là được. Miền nào cũng được đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, anh còn mong muốn gì bạn nữ nữa không ta? Về tuổi tác đi, anh mong muốn bạn nữ là cỡ tuổi bao nhiêu? Dạ từ cỡ 28 tới 33 tuổi. 28 tới 33 tuổi rồi, ok. Rồi, anh còn mong muốn bằng nữ như thế nào nữa không nào? Ví dụ như mình không thích. Dạ không ạ. Mình không thích bằng nữ như thế nào? Dạ, ý là... À, đừng có dữ dằn quá. Đừng hung dữ quá. Không dữ dằn. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ, còn một cái đó. Rồi, dễ tính vậy hả? Rồi, ok. Thì đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình á, thì sẽ có một bài biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều.